thiệu lại với các bác cây dưới này. Cây dưới này thì em đã có quay video về cái cây dưới này mà em mua và một cái video giới thiệu thì được khoảng độ chắc nửa tháng rồi, rất xanh tốt, mầm đã lên rất là nhiều, rất xanh tốt. Đấy, thì đã đến lúc đã khoe tiếp và lọc đi những cái mắt kia, nhìn thấy nó gọn gàng quá. Này các bác xem qua một lượt đấy nhé. Tiểu cảnh vẫn hai cụ chơi cờ, vẫn chơi cờ, nắng mưa vẫn chơi. Tiếc mỗi tội là cái rễ ở đây này, lá nó còn. Nói chung nó khá nghệ thuật, khá hài hòa, chậu và đá tiểu cảnh lẫn cây. Chứ cái cây này nó cũng không có gì đặc biệt nhiều, nói thật luôn là thế. Rêu vẫn rất xanh. Rồi, bây giờ ngồi lọc các bác nha. Cái video này sẽ gồm cái lọc mầm cho cái, tức là làm gọn cái cây dưới này. Và cái thứ hai mà là cái việc quan trọng mà các bác đang xem cái video mà em cắt cái cây dù này, rất nhiều bác chửi em lắm ấy, chưa đọc comment, nhưng mà bây giờ mới làm tiếp này. Hôm trước chỉ cắt cái ngọn đi thôi, bây giờ thửa được cái, vừa nhặt được cái miếng ván để làm cái đục dưới đục, chứ đục thì có rồi, đục cái sẹo kia, sẹo mới và đục cái sẹo cũ kia đi và cắt hết tay của, cắt hết ba cái tay của con này đi, thì tay mọc tùm lum lỗ hết. Nó không phải là lỗi đâu mà các cái bác chủ ngày xưa bác chơi nữa, kiểu chơi buôn cái phôi ấy. Chỗ giật mầm lên thì lại chuẩn rồi thì lại cắt đi, chỗ lại lỗi thì lại để nuôi mầm, xong lại bẻ vật bẻ vẹo không ra gì cả. Rồi bây giờ là chuyển cho các bác nhá, làm gọn con này cái đã.
đó. Cây này thì ba nhát kéo lại như ngày xưa, không có gì phải lo lại cả. Rồi, cụ coi như xong. Rồi đến là du này mới là đau đầu này. Với này thì video chắc là lấy tên là nhất du nhì dối con. Nhiều khi dối đang hơn du ấy. Đó nha. Cho cái dối này lên trên đi. Đây, đau đầu nhất định bắc bộ rồi. Mặt kia thì ổn, mặt này thì quá là lời. Cắt rồi. Đây nhá con nhá. Chỉ lại chút cho các bác xem là em cắt chuẩn không hay các bác góp ý nhá. Đấy. Cái tay này này đang bị rất là chướng này. Ngon từ đằng kia ra này. Tay cả ba tay đều mọc sai. Giá mà cái tay này giật được cái mầm ở đây này. Đây này ngon. Ngon đằng kia. Cái tay này thì xuôi ở đây xong giật cái ngọn lên được. Nhưng mà lại bẻ mất ra đằng kia. Trong cả ba tay phải ra đi. Điều không tránh khỏi. Thôi cho nó ra đi thôi. Xong đục một thể quá nhé. Đang định thử xem có cứu vãn được không, nhưng mà em chừng khó. Nếu để lên này phóng cái này ra, phóng cái này ra này, đây là cái bông đây thì sao, ok không, là bông đây này. Không giữ lại cái nào thì đáng tiếc. Đây là cái mầm đây. Thank you.
Đấy, giờ thành củ cùi. Thử đục thế nào. Kia nhìn nó ổn hơn. Đấy, bên này. Sẽ phải giật cái mầm ở đây. Thank you.
bôi thuốc để sẹo thôi. Đấy, tinh thần sẽ vẫn như thế, tinh thần sẽ vẫn như này. Tinh thần sẽ vẫn như thế, sau sẽ giật một cái mầm đây, lấy luôn cái này cũng được. Một cái mầm đây đang lên rồi, hoặc là đâu đây, quanh đây. Đấy, một cái mầm đây lên mầm ngọn, và một số cái mầm nhánh phóng ở đây. Tạm thời sẽ là ba tay một ngọn. Đấy, các bạn nhé. Chưa cầm bọc, lung tung beng hết. Này, bên không phải thành phẩm mà là vừa mới làm xong cái phôi, đang nghĩ chỗ này phải bát đi, chỗ này phải bát đi, thôi để chờ con này nó lớn đi đã, chỗ này hơi thô phải bát đi, được để sau, này là có mầm lên này rồi, phôi keo lên sẹo rồi, đây này, mắt này này các bạn, đấy. Rất vặn xoắn, rất vặn xoắn, rất rụt rịt, hơn một găng tay một tí.
khổ này. Đấy. Phía bên này sau khi cắt nó đỡ nhìn hơn rồi, nó không bị cái mắt này nó chọc vào mặt. Đây, mắt đây, mắt đây sẽ là mặt chính này. Bây giờ mới đem đi trồng các bác nhé. Rồi trồng thì không quay nữa, nhưng mà bây giờ là các bác chắc sẽ ủng hộ em với vết cắt này đúng không? Rồi, xin cảm ơn các bạn.